Vừa qua, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm đã có văn bản gửi các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đề nghị chấn chỉnh, tăng cường thanh tra, giám sát chất lượng của đội ngũ tư vấn và nghiêm túc xử lý trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm. Đồng thời, khi phát sinh khiếu nại, cần chủ động làm việc, giải quyết và có trách nhiệm phản hồi thông tin khách quan, minh bạch tới các cơ quan thông tấn báo chí. Và liên quan tới các đội ngũ tư vấn bảo hiểm thì thông thường thì sẽ có 3 hình thức: các đại lý, tức là cá nhân độc lập được công ty đào tạo để mà đi bán bảo hiểm và hưởng hoa hồng từ hoạt động bán bảo hiểm; các ngân hàng phân phối bảo hiểm; hoặc thứ ba là tư vấn tài chính các văn phòng của công ty bảo hiểm. Vấn đề thường thấy nhất là khi mà người tư vấn đã làm cho khách hàng kỳ vọng quá mức vào những gì bảo hiểm có thể thực tế mang lại. Hiện đang là lãnh đạo của một chi nhánh bảo hiểm, anh Tùng chia sẻ, có một thực tế là sự thiếu tìm hiểu kỹ lưỡng của khách hàng cũng như chính không ít nhân viên tư vấn trong ngành đang khiến thị trường có cái nhìn thiếu đúng đắn về sản phẩm này. Nếu mà trong trường hợp không có một cái rủi ro thì mình sẽ nhận lại một cái khoản tiền trong giá trị tài khoản, nhưng nó sẽ không thể nhiều bằng các cái kênh đầu tư như kiểu gửi tiết kiệm ngân hàng hay là đầu tư khác được. Nhưng những người tư vấn không có tâm thì họ lại đưa ra cái phần lợi nhuận rất hấp dẫn là bạn vẫn được bảo vệ và bạn lại có cái lãi suất cao hơn cả những cái kênh đầu tư khác, thì nó đã bị sai cái mục đích khi khách hàng đến với cái kênh bảo hiểm nhân thọ rồi. Nếu bạn tư vấn không đúng mà cùng với khách hàng mà mình không liệt kê những cái bệnh tật mà tiềm ẩn khách hàng đang có, thì đến khi câu chuyện xảy ra liên quan khách hàng gặp những cái rủi ro liên quan đến cái bệnh tật đó, họ không được trả cái chi phí liên quan đến bảo hiểm, thì dẫn đến là cái câu chuyện là khách hàng họ sẽ rất là mất niềm tin. Trên hợp đồng bảo hiểm thường có bản minh họa dòng tiền với các mức lãi suất tương ứng được Bộ Tài chính quy định là 5% và 7%. Tuy nhiên, thực tế hiện nay tại đa phần công ty chỉ ghi nhận mức lãi 4%, có thể gây thất vọng với không ít khách hàng. Tuy nhiên, về phía tư vấn viên, cũng có những trường hợp chủ động sử dụng thủ thuật để làm đẹp dòng tiền. Ví dụ như là một hợp đồng 300 triệu thì đáng nhẽ năm thứ 2 chỉ đóng là 300 thôi, nhưng người ta có thể hoàn toàn có thể chạy là đóng 400 hoặc 500. Để cái dòng tiền nó cũng sẽ đẹp hơn. Nhưng mà thực tế thì nếu mà khách hàng không đóng đúng 500 mà khách hàng chỉ đóng 300 thôi thì sẽ không bao giờ nhận được cái khoản tiền như trong bảo minh họa. Hiện có 4 sản phẩm bảo hiểm chính: nhân thọ, bệnh hiểm nghèo, tai nạn và sức khỏe. Trong khi chỉ duy nhất nhân thọ là có giá trị tích lũy, tức là tiền đóng vào được giữ lại và cộng dồn để trả lại khách. Còn 3 loại bảo hiểm còn lại, tiền đóng vào sẽ chính là phí dịch vụ và không được hoàn trả lại. Tuy nhiên, đôi khi phần này không được tư vấn rõ, càng khiến người mua bảo hiểm kỳ vọng nhiều hơn vào giá trị tích lũy thu về sau thời gian dài đóng bảo hiểm. Bảo hiểm hay rủi ro? Mới đây, một video được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của một nữ diễn viên chia sẻ lo ngại vì có thể mất hàng tỷ đồng mà cô đã đóng theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nếu kết thúc hợp đồng sau 3 năm đóng tiền, đang khiến nhiều người quan tâm. Thực ra là có khá nhiều thắc mắc liên quan đến câu chuyện này ạ. Vì sao đóng tiền tỷ mà chỉ nhận về tiền trăm triệu mà thôi? Liệu rằng thời hạn đóng tiền bảo hiểm nhân thọ bắt buộc có phải kéo dài từ 50 năm, 70 năm hay là không? Những thông tin ngay sau đây sẽ phần nào lý giải những băn khoăn mà trước tiên từ chính câu chuyện của nhân vật này. Nữ diễn viên đã tham gia bảo hiểm nhân thọ được 3 năm, mức phí mỗi năm là 700 triệu đồng. Theo cô chia sẻ, cô ký hợp đồng do tin người tư vấn nên không đọc kỹ hợp đồng và cho rằng sau 10 năm sẽ nhận về cả gốc lẫn lãi là 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau tìm hiểu mới đây, nếu ngưng hợp đồng thời điểm này thì số tiền nhận về sẽ thấp hơn rất nhiều so với con số 2 tỷ 100 triệu đồng đã đóng theo hợp đồng. Bên cạnh đó là nỗi lo thời hạn phải đóng bảo hiểm quá dài. Lan không có đọc hợp đồng. Đến ngày hôm nay khi mà có vấn đề xảy ra, Lan đi lên trên bảo hiểm thì Lan mới đọc, Lan các bạn ở trên bảo hiểm mới ghi lại cho, mới nốt lại cho Lan mới thấy là cái hợp đồng này là đóng tới 74 năm lần mọi người. Mà con số lấy ra nó không phải là 7 tỷ như chị đã nói. Trao đổi với phóng viên, Tổng Giám đốc MVE Life, công ty mà nữ diễn viên đang có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho biết, hai bên đã ngồi lại với nhau và sẽ tiếp tục tìm kiếm giải pháp. Về thời hạn thì có sự khác biệt giữa thời hạn đóng phí bảo hiểm và thời hạn được bảo vệ. Liên kết chung hoặc liên kết đơn vị đó, thì nó kéo dài, cái thời gian được bảo vệ rất là dài, có khi là 75 năm, 80 năm, 90 năm, thậm chí 100 năm nữa. Nhưng mà cái thời gian đóng phí đó nó không dài như vậy. Nếu mà anh đóng phí hết cái thời gian quy định rồi đó, thí dụ đóng phí 20 năm đi, thì từ năm thứ 21, 22, 23, 24, 25 trở đi đó, anh được bảo vệ mà không phải đóng phí nữa, tiếp tục được bảo vệ. Và nếu anh rút ra thì cái số tiền ít hơn. Còn nếu anh cứ để em đó
thì nó sẽ tạo lãi ra từ cái đầu tư. Cũng liên quan đến câu chuyện này, mới đây, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm của Bộ Tài chính vừa yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tăng cường kiểm tra giám sát về thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm, đánh giá chất lượng tư vấn, chào bán sản phẩm bảo hiểm của các đại lý. Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm nhấn mạnh, khi phát sinh các khiếu nại của khách hàng, doanh nghiệp bảo hiểm phải chủ động làm việc, giải quyết. Nếu khách hàng có phản ánh qua các cơ quan thông tấn báo chí về việc ký kết và thực hiện hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiểm, thì doanh nghiệp phải chủ động phản hồi thông tin một cách khách quan, minh bạch đến các cơ quan thông tấn báo chí.